không khí Tết chợ quê ở quê vợ mình các bạn nha. Không khí Tết ở chợ quê, chợ xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây, chợ quê này người ta đi rất sớm, chỗ này người ta đang chỗ gửi xe máy. Chợ quê chỉ gửi xe máy nhiều thôi chứ không có xe ô tô. Mình sẽ quay video cho các bạn về cái không khí, cái cảnh mua bán tấp nập của người dân thôn quê chỗ mình, chỗ quê vợ mình nhá. Cái không khí mua bán, mua sắm Tết Quý Mão năm 2023, chợ Quyết Thắng, huyện Lục Thị Sơn. Đây cái hàng đào trước mặt các bạn, là một cái hàng đào. Đấy, chúng ta bán đào đây đây. Đấy, cây đào xinh xinh nhỏ nhỏ vừa vừa. Hai bên đường là người dân họ đang bán tất cả các vật phẩm ngày Tết. Tiếp mình sẽ đưa các bạn vào cái chợ chính. Đây mình sẽ quay cảnh, cái quang cảnh thôn quê ở vợ, quê vợ mình. Đây là trụ sở của Ủy ban dân xã Quyết Thắng các bạn nhé, để trang trí lộng lẫy. Đây trụ sở Ủy ban dân xã Quyết Thắng. Đấy, rất đẹp. Đấy, xa xa kia nữa là trạm y tế xã Quyết Thắng, người ta cũng để cành đào để người ta bán. Đấy, cành đào bao tiền cây em? Xem trước. Cả hai bên đường này anh đi làm. Còn nếu mà lấy chậu thì thêm 20.000, bình thường mua chậu ngoài là 30.000. Chợ Quyết Thắng ở huyện Lũng, Lạng Sơn thì trong một tháng diễn ra vào hai ngày là ngày 3 và ngày 8 các bạn nhé. Tôi hiểu đúng ra là ngày mùng 3, ngày mùng 8, ngày 13, ngày 18, ngày 23, ngày 28. Đấy, thêm một tháng là không hiểu đúng ra sẽ có 4 phiên. Đấy, 4 phiên. Trên này cũng có các cửa hàng bán điện thoại các kiểu, cũng thiếu cái gì, từ đồ ăn, đồ uống, đồ ăn nhanh các kiểu, bia rượu, bia hơi cũng không thiếu, đồ dân dụng. Cuộc sống thôn quê bây giờ cũng đổi mới trên là người. Đấy, trước mặt xa xa là tạp hóa rất là đông. Đấy, hai bên đường này tạp bán đồ đây, cửa hàng bán bánh kẹo, bánh mứt kẹo những ngày rất là tấp nập người mua người bán, ta bò sẵn những cái hàng Tết để ra. Có những ngôi nhà lác đác, có những nhà ngôi nhà là xây kiểu cách rất là đẹp. Đây, chỗ hàng một hàng tạp hóa bánh mứt kẹo rất đông người mua. Thì đi sắm Tết mà đủ thành phần mọi lứa tuổi. Một ngôi nhà mới hoàn thiện trong Tết để đón Tết. Không khí Tết chợ quê vợ mình, chợ xã Quyết Thắng. Sáng 28 Tết các bạn nhé.
mình đang quay video để các bạn xem những cái không khí mua bán tấp nập chợ Tết thôn quê của quê vợ mình. Và bây giờ mình vào khung cảnh chính, là khung cảnh chính đây, đây là khung cảnh chính của chợ Quyết Thắng. Ngày Tết đây rất đông người các bạn ạ. Người ta mang mọi sản vật các kiểu người ta đây vào bán, từ quả cau, nải chuối, quả trứng, hạt nạc, hạt đỗ, đây không thiếu một thứ gì các bạn nhé. Trứng này và hai bên đây tất cả những sản vật, bất cứ những cái gì người ta trồng được, cấy được, người ta mang, người ta bán. Đấy. Bên này hàng cam, quýt, xoài, táo, mì, đấy, áo, nê, bưởi, đấy, rất đẹp các bạn nhé. Gừng, rất đẹp. Cái hàng đồ ăn nhanh phục vụ cho bà con đi chợ, trà sữa, xúc xích. Dao này, một hàng dao. Ai cũng đi chợ mua một con dao mới để về thái thịt rồi băm xương các kiểu nhá. Đấy, dao. Một hàng chè. Đấy, chè, mua chè bằng Tết. Đấy, đồ gia dụng này. Đấy, thiếu cái gì này. Hàng mã hương hoa này. Một hàng giày dép ngày Tết này. Đấy. Một hàng nữa là ấm chén, bát đĩa. Đấy. Vâng, chị à? Vâng. Ơ, chị đang đây à? Chị bán đây. À, được. Em xuống hôm qua đang đi loanh quanh chợ tí. Vâng. Thế vào em chơi nhá. Vâng, chơi vui em chơi. Vâng. Vâng, đi loanh quanh. Đấy, và hàng hoa quả tiếp, ổi, ổi người ta bán rất nhiều. Bưởi, cam, hàng gà này. Đấy, gà trống, gà mái các kiểu nhá. Con gà rất là đẹp, vàng óng, gáo mượt. Và hàng gà rất nhiều, đấy, gà rất nhiều. Hoa quả, quýt, đồ chơi trẻ em. Lì xì. Hàng hoa. Đi vào trong sò chứ mua. Bên ngoài rau củ quả nhiều các bạn. Xoài này, thanh long, táo, cam. Bánh mứt kẹo bán luôn tại đường luôn, rất nhiều bạn. Các bạn đang cho bạn xem video quang cảnh chợ Tết thôn quê của quê vợ mình ở xã Quyết Thắng, huyện Yên Định, tỉnh Lạng Sơn các bạn nhé. Chợ diễn ra trong các ngày 3 và 8 hàng tháng. Hôm nay ngày 28 Tết cũng là ngày cuối cùng của tháng 1, phiên chợ cuối cùng trong tháng 1 rất là đông. Một hàng mì, hàng miến này. Đây còn là hàng khô. Đấy, trước mặt thì là bánh mứt kẹo đây. Rất là đông. Bánh mứt kẹo trước mặt luôn. Trước mặt thì là gian hàng quần áo nha, siêu thị mặt đất. Chân ga gối đệm của ta mang ra chợ người ta bán hết này.
bộ đồ dầu gội, dầu xả Lâm Đại Phúc, xà phòng tắm và rất nhiều sản phẩm khác. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, nhập khẩu từ Đức, được kiểm soát một cách chặt chẽ với những tính năng vượt trội như có nguồn gốc an toàn và là dòng sản phẩm sinh học đảm bảo tiêu chuẩn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, không độc hại đến môi trường khi sử dụng, tuyệt đối an toàn cho cả trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Hai chúng tôi vì một sức khỏe cộng đồng. Trước mặt các bạn đây là siêu thị mặt đất này, người ta mang hết quần áo về để người ta bán này, giày dép này, đấy, giày dép quần áo, đấy, thời trang giày dép quần áo đây, đầy đủ cho mọi lứa tuổi, từ thanh niên nam nữ, quần áo trẻ con, rất đẹp mắt, bắt mắt. Mẫu mã rất đa dạng, không thiếu thứ gì. Trong này quần áo rất là nhiều, hàng quần áo. Một nửa các gian hàng trong này là chiếm quần áo rất là nhiều. Nổi bật vẫn là những cái quần áo mùa đông, áo nông, áo phao, quần nỉ, quần bò, rất rộng, ra hồ, bà con nhân dân theo hồ mua bán, rất đẹp. Cái mô quần áo kiểu này bao tiền nhỉ? Chọn quần áo rất nhiều, đa dạng chủng loại, mẫu mã rất đa dạng. Quần áo con rất nhiều, quần áo tha hồ, giày dép quần áo rất nhiều. Hàng quần áo tầm bao tiền chiếc chị? Cái áo như này. Cái này phải không? Vâng. Cái này 90.000. 90.000 à? Đây quần áo trẻ con. Hàng rau dưa củ quả rất nhiều, chợ quê nó chỉ chân chất đơn giản đấy các bạn, rất mộc mạc. Tất cả các sản phẩm của bà con ở đây họ trồng được, họ mang ra đây họ bán các bạn nhé. Trên này chắc chắn là những cái đồ mà chắc chắn nó sẽ ít nhất thì nó cũng mang được cái tính đảm bảo về an toàn thực phẩm. Khoai tây, quất, bí và chỗ này nổi bật thì là chỗ này thì chúng ta chuyên bán về rau củ quả, hành, khoai tây, cà rốt, su hào, bắp cải, chanh, cần tây, rau mùi, rau mùi, su hào, chanh, quất, hành, tỏi. Đấy. Giò chả, thịt, để hàng thịt. Nổi bật ở đây là những cái hàng bán với thịt lợn nhiều. Thịt lợn trên này thì cũng ngon. Thịt lợn ở đây thì là phần người ta nuôi ngô, khoai, cám bã nhiều nên là ăn thịt trên này sẽ ngon hơn dưới thành phố. Rất là thịt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau này có vài cái hàng ăn sáng phục vụ bà con đi chợ, chủ yếu là hàng bún phở, bún phở mặt hàng nhanh nhất để bà con ăn. Bánh mứt kẹo thêm. Kẹo cân các kiểu, kẹo cân, kẹo và các bạn, đây là video tổng quát mà tôi vừa cho các bạn xem về không khí mua bán tấp nập ngày Tết ở vùng chợ thôn quê của vợ tôi, tức là ở vợ của vợ mình, đó là chợ Quyết Thắng, xã Hữu Lũng, chợ xã Quyết Thắng, huyện Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chợ xã Quyết Thắng đóng ở tại thôn kép 2 của xã Quyết Thắng, huyện Lũng, tỉnh Lạng Sơn, diễn ra vào ngày mùng 3 và mùng 8, ngày 3 và ngày 8 hàng tháng. Hôm nay ngày 28 Tết cũng là ngày cuối cùng của tháng 1. Đây là phiên chợ cuối cùng trong tháng 1, cũng là phiên chợ Tết trong năm. Tôi đang quay cho các cảnh các bạn xem không khí mua bán tấp đập của bà con nhân dân khu này. Video của tôi đến đây là kết thúc. Các bạn xem video mà thấy quang cảnh mua bán của đời sống nhân dân ở thôn quê, vùng quê của vợ mình có cái gì, có nét gì tương đồng, rất vui, hay, đánh sự phấn khởi của người dân. Mà cũng như các bạn xem video mà cảm thấy rất vui mắt, vui tai, rất hay, thì các bạn ấn đăng ký kênh cho mình và bình luận cho mình, ủng hộ đăng ký kênh cho mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn, và mình sẽ đưa các bạn đến một số những cái vùng chợ, chợ quê trong những video tới. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.